thấy ông già Noel của chúng ta đây. Một lát nữa thì mình sẽ đố các bạn những câu đố và kèm theo đó là những phần thưởng rất giá trị. Đề nghị một phần âm thanh có thể đánh cho anh em đạp nhạc một giá trị. Trong bầu không khí đặc quánh về Giáng sinh như thế này thì một bài hát liên quan đến Giáng sinh sẽ rất là phù hợp. Như ông già Noel, có như ông già Noel rất cao. Đi đều nhau đi. Chúng ta cùng vỗ tay theo cảm nhận của Noel để đón chào như ông già Noel chúng ta nào. Making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon this fanny bride was sitting by my side. The horse was lean and lank, his fortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we got upshot. Jingle bells, jingle bells, jingle bạn Nguyễn Duy Anh 2009, bạn Nguyễn Ngọc Linh 2006, Phùng Tuấn Anh 2005, Kim Nhật Thanh 2010 và Lê Đình Lâm 2009. Anh chị ơi, anh chị ơi, chụp ảnh là còn đằng sau nữa, còn nhiều em nhỏ đấy. Ban tổ chức dành tặng các bạn một chiếc áo và một chiếc mũ. Và đây là đây đây, em chuyển lên đây. Đội trưởng đội ông già Noel có thể tầm ạ. Đây, em đứng bên hàng xe. Từng bạn một nhá, từng bạn một nào. Bây giờ chú Hải đọc đến cái like thì các bạn đứng lên nhá. Một là bạn Phạm Khánh Toàn 2010. Bạn Phạm Khánh Toàn đó ạ. Xin mời lại đứng lên này để nhận phần quà của ông già Noel. Ok, ok. Người lưu lại một kỷ niệm với nhau. Xin mời bạn Nguyễn Duy Anh. Bạn Nguyễn Duy Anh bước lên ạ. Người ra cầm quà cho anh ấy. Chúng ta nhìn thấy những phần quà rất là giá trị. Ở đây là 6 thành viên hoạt động rất là tích cực của 6 lớp. Xin mời bạn Nguyễn Ngọc Linh. Một chiếc áo rất tuyệt vời. Và bạn Lê Đình Lâm.
Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho 6 bạn rất tuyệt vời của chúng ta. Sau đây là sự mời 3 bạn có hoàn cảnh đặc biệt với một phần quà cũng rất đặc biệt, đó là ba lô, áo và mũ. Xin mời có lẽ là chúng ta sẽ đổi. Xin mời bạn Nguyễn Công Hoan đến từ Thái Bình. Xin mời bạn lên sân khấu. Bạn Nguyễn Công Hoan đến từ Thái Bình đâu ạ? Đâu ạ? À đây rồi. Bạn thứ hai là bạn Lê Đình Lâm đến từ Hải Dương. Bạn thứ ba là bạn Phạm Quang Minh. Từ bạn một. Đây à, bạn Phạm Quang Minh à? Ok. Đây, và bạn Phạm Quang Minh. Đây rồi. Ok. Đây, bạn này. Đây, em chưa hẳn rồi không? Sau đó là chúng ta đứng là chụp theo một bài nhá. Các bạn ở đoàn Vĩnh Phúc, chúc mừng các bạn có một lời chúc gì để các bạn ở đây được không? Các bạn xin mời. Nhân giáng sinh sắp tới đây thì mình xin chúc tất cả các mọi người, đặc biệt là các em nhỏ đang đi học. Các bạn Vĩnh Phúc tập trung ra phía cuối sân này không để mời các cầu thủ chụp ảnh cùng vui vẻ. Xin mời đoàn Vĩnh Phúc và học hành thật là chăm chỉ, nghe lời bố mẹ ngoan ngoãn. Các bạn ở Vĩnh Phúc đoàn tập trung ngay xuống xếp hàng luôn. Rồi, lớn lên để làm được những cái ước mơ mà bây giờ mình đang mơ ước. Cảm xúc của bạn như thế nào khi mà tham dự các chương trình của các bạn nhỏ như thế này? Đây là một chương trình rất là ý nghĩa của công đoàn Hà Nội cũng như là của nhà tài trợ SCG. Thì ngày giáng sinh sắp tới thì ngày hôm nay những cầu thủ đoàn Hải Dương đông nhỉ, có mặt ở đây thì để
giao lưu cũng như tặng quà với các em nhỏ thì đó là điều rất là ý nghĩa của em, là rất hạnh phúc khi được có thể nói là mang những niềm vui đến cho em nhỏ nhân dịp tháng sinh của mình. Em thấy tạo hình công đoàn của em như này có giống với tạo hình công đoàn trong suy nghĩ của em hồi nhỏ. Thực ra thì khi còn làm cậu bé thì như tất cả các em thôi, suy nghĩ đều mong muốn được gặp ông già Noel thực sự. Thì để nó gặp ông già Noel thực sự thì còn điều rất là khó. Tuy nhiên thì với những người khi là những cậu bé như các em nhỏ hiện tại thì được gặp ông già Noel hóa trang như thế này cũng là điều rất là vui. Có thể gặp những các anh và các em hâm mộ, đó là điều rất là vui đối với các em. Sắp đến ngày Noel rồi thì mẹ có thể gửi lời chúc tới các bạn đúng không? Nhân dịp Giáng sinh thì mình cũng gửi lời chúc một Giáng sinh an lành đến tất cả mọi người. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, an lành, ấm áp và thật hạnh phúc bên người thân gia đình. Ok. Anh cảm ơn mạnh nhá. Trong dịp Giáng sinh này thì mình gửi lời chúc đến tất cả các bạn nhỏ có một kỳ Giáng sinh thật là an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye. đảm bảo là ai đến cũng có quà mang về nhá. Bởi vì nó là kỷ niệm với chương trình. Đó. Chúng mình có mang về rất nhiều niềm vui. Em xin. Trong cái bữa đó. Anh ấy còn bé nào? Ôi anh. Thôi cho bỏ lại. Em xin. Anh Huy ơi, sao để thế luôn đi anh ạ? Sắp xong rồi. Ok. Bây giờ là các thủ sẽ tập trung sang cái này để chụp ảnh cùng các chị nào ạ? Chị nào? Có chị nào? Con có con luôn nhá. Con có quà nó được rồi. Con lô con đây. Chị ba lô anh. Chị ba lô à? Chỉ có ông phở thôi. Túi thôi. Túi thì đợi con ở lát kia nhá. Bạn tổ chức đây kia. Con ra cái chỗ kia kia. Bây giờ đề nghị tất cả các bạn nhỏ chúng ta tập trung sang bên này nào. Sau đó là các cầu thủ chúng ta đứng ngay ở đằng sau chúng ta chụp một miếng ảnh. Sau đó là chúng ta đi ăn. Nào. Các thầy ơi, Các thầy ơi, có ảnh cho con, mọi người cứ yên tâm. Có ảnh cho con. Các bạn ơi, đề nghị tất cả các ông già Noel của chúng tôi không ký tặng nữa. Để anh em còn làm việc. Nào. Các thầy ơi, các thầy cho các con sang bên này cho anh gái. Đưa hết các con vào đây. Không, chụp vào đây. Bây giờ đề nghị các ông già Noel chúng ta bỏ dâu thôi, nhiều đội mũ được. Ok. Tất cả anh chị vũ anh lùi em xuống mẹ, lùi xuống tí nữa thì người ta mới chúc được ảnh các con. Tìm nữa. Chuẩn bị này. Mọi người chuẩn bị nhá. 1, 2, 3. Yo. 2, 3. Tìm. 1, 2, 3. Yo. 2, 3. Tìm. Rồi.
cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn các cầu thủ của chúng tôi. Xin được cảm ơn các cầu thủ nhí. Xin được cảm ơn các gia đình, các bậc phụ huynh. Xin được cảm ơn các nhà báo. Xin được cảm ơn các thầy. Xin được cảm ơn câu lạc bộ Hà Nội. Xin được cảm ơn SCG. Tất cả các bạn đã đến và tạo ra một chương trình Big and Share tuyệt vời. Không thể nào quên cho ngày hôm nay. Một lần nữa, xin kính chào và hẹn gặp lại. Đây, xong rồi con đứng vào cổng chúng ta.